Xin chào các bạn. Trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn cái cách bán áo thun ở cái level cao nhất các bạn, ở level thứ 5 các bạn. Thì cái cách bán áo thun này đó thì trên thế giới YouTube hoặc là Google thì mình cũng chưa thấy ai chia sẻ cái cách bán áo thun này. Đó, và mình đã sử dụng cái cách bán áo thun này cách đây là khoảng 5 năm. Lý do là do mình đã kinh doanh trên cái nền tảng eBay và Amazon của Mỹ tới bây giờ là khoảng 11 năm các bạn. Đó thì kết hợp với Shopify và CustomCard, đó thì mình mới phân tích tổng hợp so sánh và quy nạp, mình mới đưa ra cái cách bán áo thun này và lập một cái đội nhóm các bạn. Là cái ưu điểm của cái cách bán áo thun này đó là nó ở chỗ là một khi mà bạn upload tải cái mẫu áo thun đó các bạn, đó sau khi bạn đã tạo được cái number one, bạn đã tạo được cái mẫu áo thun rồi số 1 á, đó thì bạn upload trên cái nền tảng CustomCard là một trong những nhà in áo thun hàng đầu của Mỹ các bạn. Đó thì bạn upload lên CustomCard thì cái mẫu nó sẽ được export, nó được xuất qua Shopify. Và trong Shopify thì đã tích hợp các bạn, thì đã tích hợp rất nhiều cái nền tảng thương mại điện tử lớn của Mỹ, rất là khủng. Và mình chỉ cần sử dụng hai cái nền tảng đó là Amazon với lượt truy cập organic traffic là hơn 2 tỷ các bạn, tính thời điểm hiện tại là hơn 2 tỷ lượt truy cập người Mỹ truy cập vào một tháng, và eBay là trên 500 triệu. Thì hai cái nền tảng thương mại điện tử lớn thứ nhất và thứ nhì trên thế giới này là lượt truy cập là 2.5 tỷ lượt truy cập một tháng, rất là khủng các bạn. Và trong Shopify thì nó tích hợp những cái nền tảng khác bán áo thun khác nữa các bạn, ví dụ như Wallo rồi Facebook cũng có, nhưng mà mình chỉ cần hai cái nền tảng thôi các bạn, còn những cái nền tảng kia nhỏ thì cái lượng organic traffic nó quá khủng. Chính vì vậy mình khi mình upload những cái mẫu áo thun lên CustomCard, những cái mẫu áo thun đó các bạn nó rất là đơn giản, thậm chí là có thể gọi là nó xấu dưới mức trung bình luôn, nhưng mà vẫn ra sale các bạn, vì Amazon cái lượng truy cập nó quá khủng nên vẫn ra sale đều đặn, với điều kiện là cái mẫu của bạn phải phản ánh một cái nét nào đó văn hóa Mỹ, nhắm tới một cái tệp khách hàng nào đó nha các bạn, thì nó vẫn ra sale đó. Tức là bạn chỉ cần upload một lần thôi trên CustomCard thì nó sẽ tự động cái software nó tinh vi lắm bạn, tự động là nó sẽ xuất qua Shopify và tự động nó đồng bộ qua Amazon và eBay. Đó là số 3. Và khi khách hàng lên Amazon và eBay thì dựa vào cái danh tiếng của Amazon và eBay, không cần quảng cáo với bạn, là khách hàng vào một tháng là 2 tỷ 500 triệu lượt truy cập vào, và khách hàng thích một cái mẫu nào đó, dù cái mẫu nó có thể là xấu trong mắt của mình, nhưng mà nó phản ánh cái văn hóa Mỹ thì có người Mỹ người ta thích các bạn, lạ vậy đó. Người ta số 4 người ta sẽ order, người ta thanh toán trên eBay đó thì qua PayPal, còn trên Amazon thì qua các loại thẻ tín dụng như Visa, Master, Amex hoặc Diner Club. Đó, khi khách hàng order thì tự động các bạn, nhờ in CustomCard nó sẽ in áo và lúc bây giờ nó chặt vào trong cái tài khoản debit của mình á, là ví dụ như 6 đô, lúc bây giờ là 6 đô hoặc bây giờ là 10 đô một áo. Và mình bán là thường là mình có thể setup tùy, thường là gấp đôi các bạn. Ví dụ như bây giờ là 11 đô thì bạn setup mức giá trung bình người Mỹ setup là 22 đô. Một cái áo giá gốc đó, là của nhà in là 11 đô, bạn bán 22 đô trở lên. Và thậm chí có những cái áo mình setup gấp rưỡi, gấp 2 rưỡi, gấp 3, khách hàng vẫn mua. Nếu mình tự tin cái mẫu áo mình phản ánh văn hóa Mỹ và mẫu áo đó đẹp. Đó thì CustomCard in kịch cái theo chất lượng nhà in tiêu chuẩn của Mỹ. Và sao các bạn, và UPS là cái hãng vận chuyển hàng đầu trên thế giới của Mỹ, nó tới nó pick up một ngày hai lần ở cái nhà in CustomCard, và nó giao rẹt một cái tới nhà khách hàng trong 48 tiểu bang Mỹ khoảng từ 2 đến 3 ngày. Trong cái khung thời gian đó thì cái áo đó trong cái hộp đó thì phải tới nhà khách hàng, và khách hàng hài lòng với chất lượng nhà in Mỹ. Nếu không có gì sai về kích cỡ, chọn nhầm kích cỡ đó, thì khách hàng để lại số âm sau khi in xong á thì UPS pick up đó, thì khách hàng sẽ để lại sao cho các bạn.
đó là 4 sao, 3 sao, 2 sao gì đó ha. Đó thì rất là tuyệt vời. Và sau đó là số 6 là Amazon và eBay sẽ thanh toán cho các bạn. Amazon thì 2 lần trong một tháng, còn eBay thì cũng 2 lần trong một tháng sẽ thanh toán cho các bạn bằng kết nối một cái tài khoản debit ngân hàng của bạn vào. Đó, đây là cái cách bán giao thông rất là, phải nói là rất lợi hại. Đó là cái ưu điểm. Còn cái khuyết điểm là như thế này các bạn. Các bạn phải có tài khoản Amazon Pro, bạn phải tốn phí các bạn khoảng $39, coi như là $40 một tháng. Còn eBay thì lập tài khoản eBay thì không tốn phí. Và Amazon Pro thì các bạn chỉ một người chỉ lập được một tài khoản thôi, và ngay cả người Mỹ vậy. Và eBay thì có thể lập nhiều tài khoản, ok. Đó, các bạn phải tốn phí Amazon là $40 một tháng. Rồi Shopify các bạn phải tốn phí nữa các bạn, tùy theo cái plan các bạn chọn, cái quy mô tới đâu. Đó, và custom card thì tùy theo cái plan các bạn chọn. Nếu các bạn đóng phí thì cái giá gốc của một cái áo nó rẻ đi đáng kể một vài đô. Đó, và ngoài ra bạn phải tốn chi phí cho những cái tool như Blessed. Đó, và những chat GPT Plus là cái AI đó các bạn tốn khoảng 96.000 đồng một tháng. Còn Blessed thì mình đã đăng ký hàng năm á, trong nhiều năm thì khoảng $9 một tháng. Đó thì có những cái khoản phí như thế này các bạn là mình tốn. Đó thì các bạn phải thuê được một cái team từ 6 người trở lên tới 12 người. Và các bạn phải làm việc trên một tài khoản, bộ tài khoản. Bộ tài khoản là eBay, Amazon, Shopify và Custom Card. Bộ 4 cái tài khoản này thành công trên một cái bộ tài khoản này. Và nó phải ra sale đều đặn. Thì các bạn nhân bảng lên 2 bộ tài khoản, 2 cụm tài khoản, 3, 4, 5, 10 cụm tài khoản để nhân bảng cái lợi nhuận là không giới hạn. Thì các bạn phải có khả năng quản lý được đội nhóm. Một bạn thì chuyên môn là design, dùng những cái tool và chat GPT design ra những cái slogan, những cái mẫu. Còn bạn khác thì nghiên cứu thị trường, xem cái xu hướng mẫu tháng này là như thế nào, đúng không bạn? Rồi một bạn thì chuyên môn upload lên. Một bạn giỏi tiếng Anh thì chuyên về customer service để trả lời khách hàng, hoặc trả lời Amazon, eBay hoặc là Shopify custom card. Đó, ít nhất là bạn phải có 5, tất cả phải có 5 người trong một cái đội nhóm. Đó thì nó thành một cái mô hình kinh doanh, giống như một cái công ty kinh doanh online thực thụ luôn. Đó, và mình sẽ minh họa một trong những cái tài khoản, một trong những cái cụm tài khoản thực sự của mình, cũng như là các bạn trong team mình về cái cách kinh doanh này. Và sau khi các bạn xem xong video này, nếu các bạn không hiểu gì cũng là bình thường, nếu các bạn hiểu được 50% là các bạn rất là giỏi. Đó thì mình chỉ giới thiệu để các bạn biết thôi, chứ còn mục đích của cái nhóm này thì không phải là các bạn phải thành thạo master và làm được cái level 5 này. Nếu các bạn làm được kinh doanh mà ra được khoảng chừng 20 sale ở trên T-Sprint, T-Public hoặc là SC thì đã là thành công rồi. Thì một khi các bạn làm bán được 10 sale thì các bạn có được cái feeling, cái cảm nhận là khách hàng Mỹ người ta thích những cái mẫu nào, cái văn hóa kiểu như thế nào, và các bạn biết cách xử lý một cái đơn hàng từ đầu tới cuối. Nó ngay cả bán lời $1-2 trên những cái nền tảng $1-2, $4 một áo cũng ok. Và sau đó khá hơn thì mình mới có thể vào những cái nền tảng như eBay, Amazon, mình set up cái giá tùy theo mình, và cái lượng truy cập organic traffic rất là khủng. Đó thì đây là một cái mô hình phải nói rất là trên cả tuyệt vời luôn. Đó, và mình có nghe là một số các bạn mình bán áo thun lâu năm nói là các guru, tức là các expert các bạn, các chuyên gia về cái sản phẩm POD áo thun và sản phẩm POD là cốc với lại tranh treo tường, trụ tượng, tối giản và cái thảm lót trước cái cửa nhà của người Mỹ đó, thì có dạy cái cách bán áo thun mà mình cũng không rõ cách nào, mà dạy qua Skype một buổi 2 tiếng thì có thể lấy $5,000-7,000 vậy đó. Mình không biết là có phải cách này hay không, mình không rõ. Ở đây mình chia sẻ, mình nói rõ ha, là nếu bạn xem cái này bạn tham khảo thôi. Nếu các bạn không hiểu gì là bình thường, và các bạn hiểu 50% thì coi như các bạn rất là giỏi rồi. Mà cái quan trọng á là cái cách bán áo thun trên T-Sprint, T-Public và SC thì các bạn phải hiểu được, bắt buộc phải hiểu trên 70%, 80% thì mới đạt. Còn cái cách này thì không yêu cầu các bạn hiểu gì cả.
mà mang tính chất tham khảo. Thôi nhé các bạn, rồi mình sẽ kết nối với cái sơ đồ này để các bạn hình dung ra cái sơ đồ này nó vận hành như thế nào. Xin chào các bạn, trong video này tôi sẽ chia sẻ với các bạn đôi nét về cái doanh số, về cái số lượng áo thun mà tôi bán trên eBay và được đồng bộ từ Shopify và xuất ra một trong các nhà in hàng đầu trên thế giới, đó là Custom Cast. Nhớ các bạn, tôi đi trực tiếp vào tài khoản eBay của tôi để minh họa cho các bạn xem. Đây là một trong các tài khoản eBay bán áo thun của tôi. Và như các bạn thấy, đây là máy eBay và đây là selling, là cái mục bán áo thun. Thì các bạn thấy hiện giờ có 3 cái áo đang chờ và chuẩn bị ship hàng cho khách. Và mặc dù là cái thằng eBay của tôi hiện đang du lịch nên được cài đặt ở cái chế độ là vacation các bạn. Để tôi sẽ vào trực tiếp cái tài khoản Shopify và Custom Cart để các bạn thấy đây là tài khoản Shopify của tôi và cái giao diện chính của Shopify đây các bạn. Và trong Shopify như các bạn biết là đã ẩn trong đó là một cái nhà in hàng đầu của nước Mỹ đã được cài đặt, đó là Custom Cart các bạn. Lý do là bởi vì Custom Cart in áo với giá gốc chỉ có $6 một cái, và dù là một cái thì Custom Cart vẫn in và một cái vẫn vận chuyển trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ với giá vận chuyển là giá gốc chỉ có $4.99 một cái áo. Và trong khi đó thì các seller shipping một cái áo trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ là có thể lên tới $10. Vậy nội cái tiền vận chuyển chúng ta đã lời $5 các bạn. Và đây tôi sẽ click vào Custom Cart để các bạn xem qua về cái số lượng áo thun bán và cũng như là doanh số như các bạn. Ở trong vòng 3 tháng last 3 month thì cái số lượng áo thun của tôi bán được là 357 áo các bạn. 357 áo trong 3 tháng vừa rồi. Thì trung bình 1 tháng là gần 120 áo. Và cái giá gốc của Custom Cart á, như các bạn biết đó, là chỉ có là $6. Mà chi phí vận chuyển của Custom Cart á, cho khách hàng trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ là $5, là $11. Minh họa cho các bạn xem luôn đây. Ok, ta vào Custom Cart và bước kế tiếp ta vào cái thư mục design, tức là giống như một cái folder chứa các design mẫu áo của chúng ta. Và kế tiếp là chúng ta đây, các cái mẫu áo đã được tải xuống, và kế tiếp là cái phần product, tức là cái sản phẩm chúng ta. Đây là các mẫu áo các bạn, và đây có 3 loại để chúng ta lựa, là in trực tiếp lên garments, chất liệu áo, và đây là nhuộm, đây là thêu. Ta chọn cái cách thức in đơn giản nhất vì người Mỹ thích đơn giản, và ta sẽ in lên phía trước là áo front only và left chest only, thu nhỏ design và in lên ngực trái, và đây là in back only, in phía sau lưng, và đây là vừa in lên ngực trái left chest and back, và sau đó thu nhỏ in lên ngực trái, và sau đó in phía sau, và đây là cái kiểu in cuối cùng, vừa in lên phía trước và phía sau front and back. Thì người Mỹ rất đơn giản, ta chọn cách thức đầu tiên là front only. Và đây kế tiếp mẫu áo thun, nếu đi chuyên sâu áo thun ta thấy áo thun của Mỹ mẫu mã rất ư là đa dạng dành cho nam và nữ, với kiểu dáng và màu sắc rất là đa dạng. Và ta short buy là từ thấp tới cao, từ cái giá base là giá gốc, từ cost, từ low số 2, và ta chọn cái mẫu áo đơn giản nhất. Thì đây như các bạn thấy là cái áo này thì cái do cost là cái giá gốc chỉ có $6 các bạn. Là giá gốc Custom Cart tính cho tôi phải trả là chỉ có $6, và Custom Cart đề nghị là tôi bán $16, tức là một cái áo sẽ lời $10. Và đây là các màu sắc, cái dải màu rất là phong phú đa dạng, và cái size, cái kích thước cũng rất là đa dạng. Kích thước của Mỹ áo thun từ S, M, L và XL và 2XL, từ S đến 6XL. Đó, vậy chúng ta sẽ sell, tức là SEO, Search Engine Optimization, cái nhan đề đấy, và chúng ta sẽ sell cái phần mô tả, tức là viết 2 tới 5 câu bullet point mô tả để chúng ta sell, tối ưu hóa cái bộ máy tìm kiếm khi khách hàng tìm kiếm áo của chúng ta.
Tóm lại cái phần này giá gốc chỉ có 6 đô và chi phí vận chuyển các bạn sẽ thấy đây. Chi phí vận chuyển một cái áo trong 48 tiểu bang Hoa Kỳ và custom cast chạc tính cho chúng ta là chỉ có 4 đô 99 các bạn. Bạn thấy đây. Ví dụ như từ một tháng 12 đi, các bạn thấy đây ha là chỉ có 4 đô chi phí vận chuyển đây, đó chỉ có 4 đô một cái áo, rất tuyệt vời các bạn, 4 đô một áo. Và trong khi đó thì chúng ta tính khách hàng tức là giá gốc là 6 đô một áo để in một áo và chi phí vận chuyển là 4 đô 99 cộng lại là 11 đô. Và trong khi đó tôi bán cho khách hàng là tới 22 đô 99 tức là 23 đô. Và chi phí vận chuyển tôi tính giống như các seller khác là chi phí vận chuyển là tính cho khách hàng lên tới là 10 đô, tức là 23 đô một áo cộng 10 đô là 33 đô như các bạn thấy đây. Đó, bạn thấy đầu tiên đây là 22 đô 99 là 23 đô cộng 10 là 33 đô. 32 đô 99 là 33 đô. Đây là những cái order của khách hàng đã order đây rất là nhiều các bạn. Tức là các bạn như các bạn thấy đó là 33 đô và tiền khách hàng trả cho một cái áo mà trong khi đó chúng ta chi phí tất cả chỉ có 11 đô, 6 đô in áo cộng 5 đô vận chuyển 11 đô. Và chúng ta tính khách hàng là 23 đô cộng 10 đô là 33. Vậy ta thu vào 33 và ta phải chia ra là có 11, tức là cái tiền chênh lệch là 22 đô. Là một áo chúng ta lời 22 đô, chi phí cho một cái áo trên eBay là 11% của 22 đô 99. Tức là coi như 11% của 23 đô thì coi như là 2 đô rưỡi đấy các bạn. Rồi những cái linh tinh 1 đô đi là 3 đô rưỡi. 3 đô rưỡi mà chúng ta lời 22 đô thì coi như chúng ta trừ đi 4 đô đi thì còn 18 đô. Một cái áo thì có thể lời 17, 18 đô các bạn. Và trong vòng 3 tháng vừa rồi, đây các bạn thấy số lượng áo 3 tháng vừa rồi, một cái áo lời 18 đô. Mà trong 3 tháng vừa rồi các bạn là last 3 month là số lượng áo bán được là 357 áo. Là mặc dù tôi đang để cửa hàng là vacation đi du lịch, 357 áo tức là một tháng gần bán được 120 áo mà một áo lời 18 đô thì 100 áo đã lời 1.800, rồi 20 áo nữa là coi như là ví dụ như là cộng vào là 10 áo là lời 180 thì coi như là 180 đi cộng với lại 1.800 là 2.000 đô. Bạn thấy rất là khủng khiếp không? Nếu các bạn đóng thuế đó 2.000 đô đó thì mình đóng thuế thì ít nhất còn lại 25% đi cũng còn là 1.500 đô. Một tháng 1.500 đô thì tính ra tiền Việt Nam là khoảng 1.000 đô là 23 triệu, cộng với lại 11 triệu, tức là bạn được khoảng 35-36 triệu. Rất là tuyệt vời các bạn không? Hoàn toàn tạo nguồn thu nhập thụ động. Và đây để các bạn thấy là cái giá áo của tôi bán là như bạn đã thấy là 22 đô 99 là 23 đô, 23 đô cộng với 10 đô vận chuyển là 33 đô. Đây 22 đô 99 cộng 10 đô là 33 đô. Rất là tuyệt vời đúng không các bạn? Đó, vậy một cái áo chúng ta bán lời tới 18 đô và một tháng á, trung bình vừa bán vừa chơi mà được 120 áo. Đó, đóng cửa hàng đi chơi mà khách vẫn vào mua các bạn. Tức là thu nhập một tháng thì có thể hoàn toàn kiếm được là 1.500 đô. Như các bạn thấy đây, cửa hàng đang trong cái giai đoạn vacation các bạn. Tức là vacation setting đang được set up ở đây. Và tới ngày 25 tháng Giêng mới mở cửa các bạn. Đây các bạn thấy đây. Đó, vacation setting là on. I'm on vacation từ ngày 15 tháng Giêng tới ngày 25 tháng Giêng 19. Vậy vui lòng order sau ngày 25 tháng Giêng 19. Tôi có thể ship các cái áo của các bạn sau ngày 25 tháng Giêng 19 mà thôi. Cảm ơn các bạn và thank you. Happy holiday. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này và hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Thì muốn chia sẻ qua cái doanh số và số lượng áo bán thì cái vấn đề rất là cá nhân riêng tư. Nhưng để các bạn có động lực thì chia sẻ phần nào nhé các bạn. Và hoàn toàn các bạn có thể nhân bản tài khoản eBay seller các bạn, bởi vì eBay không giới hạn một bạn, một seller có thể sở hữu bao nhiêu tài khoản cũng được. Xin mến chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Xin chào các bạn.